đúng mùng 9 Tết, đại lộc đổ về, năm con giáp chúng lớn liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về chật nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã bước sang đến ngày thứ 9 của năm 2024, à, năm giáp thìn âm lịch. Và đây chính là những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 9 tháng riêng. Tiền đầy túi, tình đầy tim, À, trong ngày hôm nay thì công việc của những con giáp này sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và thuận lợi. À, những cái nỗ lực mà tâm huyết của các bạn bỏ ra trong thời gian trước đó thì cũng đã từng bước gặt hái được những cái thành tựu xứng đáng. Được cấp trên coi trọng cái năng lực và không ngại dành cho các bạn những cái lời khen có cánh. À, nhiều người còn được tăng lương, thăng chức, tăng thưởng. Bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó viên mãn ấy thì cái chuyện tình cảm của những con giáp này cũng sẽ được thăng hoa Đấy. À, cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn và nửa kia thì vô cùng là rực rỡ ngọt ngào nhất à, các cặp đôi đang yêu nhau thì trải qua những cái giây phút hạnh phúc bên cạnh những người mình thương yêu vận trình tài lộc của những con giáp này cũng khá là dồi dào nên là những con giáp này có thể an tâm chi trả cho những cái chuyện là cầu may trong cái dịp đi chơi xuân này À, tuy nhiên, lời khuyên dành cho những con giáp này là chi tiêu một cách hợp lý, tránh vung tay quá chán để gì mất mát thêm cái tài lộc cho mình. Và một lần nữa, xin lời chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong cái ngày mùng 9 Tết tới đây. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta kể đến không ai khác thì đó chính là những người tuổi xíu. À, quý vị đã biết ngày mùng 9 tháng riêng, nó chính là ngày gì? Ngày nhâm tí. Ngày nhâm tí, những người tuổi Sửu được cục diện là tí và Sửu là nhị hợp. Đấy. Lại thêm gì? Cục diện là hợi tí Sửu tâm hội nữa. Nên là nó cũng sẽ hứa hẹn những người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh. Đó có thể là người bạn thân, bạn bè, những người mà luôn tin tưởng cái sự hỗ trợ của họ sẽ giúp các bạn vững vàng hơn và gặt hái được nhiều cái thành công trong những cái dự định sắp tới. Thêm nữa, lại được cái chính quan nó tương trợ giúp đỡ nó mang đến cho những người tuổi sửu nhiều cái ý tưởng và những cái động lực trong cái công việc. À, có thể các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội được tận dụng cái khả năng và thể hiện cái năng lực của bản thân tại môi trường làm việc. À, bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi sửu cũng được cục diện tam hội và cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ. Nên là trong thời gian này thì quý vị cứ nói chung là cái mối quan hệ tình cảm khá hòa hợp những cặp vợ chồng thì có những giây phút ngọt ngào bên nhau còn những cặp đôi thì đang tận hưởng cái giây phút nói chung bên những người mình thương yêu nhất để đi du xuân thưởng nguyệt vân vân à, thay vì cứ mãi giữ trong lòng những cái điều khó nói thì các bạn hãy cứ gì loại bỏ cái sự hiện diện để gì sống một cuộc sống bình an may mắn và tài lộc dồi dào Đó. vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày mùng 9 tết ngày nhâm tý này thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân À, những người tuổi thân được cục diện là thân tí thìn là tam hợp vậy nên là cái nhờ cái cục diện tam hợp nó ghé thăm nên là có vẻ cái chuyện tình duyên cái chuyện tài lộc cái công danh sự nghiệp của những người tuổi thân ấy cũng sẽ được mở rộ à, trong chuyện tình duyên nếu đối phương mà trong thời gian này có nhiều cái điểm phù hợp mà các bạn tìm kiếm thì các bạn hãy mạnh dạn tiến thêm một cái bước nữa xa hơn à, bên cạnh đó à, với những người tuổi thân trong thời gian này lại có thiên ấn nó chiếu mệnh nó dự báo những người tuổi thân sẽ có cơ hội tốt trong công việc. Đối với một số người thì có thể các bạn sẽ được đảm đương một cái trách nhiệm mới, giúp các bạn có thể khai phá cái tiềm năng và chứng tỏ cái thực lực của bản thân so với mọi người xung quanh. À bên cạnh đó, một số cái vấn đề về chuyện tiền nong thì quý vị cũng không nên tiết lộ cho người ngoài vì chỉ mang thêm những cái rắc rối cho mình mà thôi. Quý vị hãy tìm tới những cái chuyên gia thực sự để nhờ họ tư vấn thêm. Đó và trong cái ngày này thì quý vị được quý nhân tương trợ giúp đỡ Đây là một cái ngày cực kỳ là lắm là lắm tài nhiều lộc của những người tuổi, những người tuổi thân Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân à, Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín Để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân khi mang theo vòng tác hợp quý nhân với mình thì nó sẽ giúp đỡ hỗ trợ quý vị khi gặp khó khăn khi gặp trắc trở hoặc khi gặp bế tắc trong công việc thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời giúp các bạn để hoàn thành đúng tiến độ công việc và sẽ mang lại cái vận trình cho quý vị được thuận lợi và anh thông đó à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày mùng 9 tết mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi thìn À, quý vị đã biết đấy, trong cái ngày mùng 9 nó là ngày nhân tý, chúng ta vẫn có cục diện là thân tý thìn là tam hợp. Nói chung ấy, cục diện tam hợp nó khuyên những người tuổi tuổi thìn trong thời gian này hãy chuẩn bị một vài kế hoạch thật lãng mạn để tạo bất ngờ cho nửa kia. Cái mối quan hệ với người thân của các bạn trong thời gian này cũng đang được cải thiện. Cả gia đình sẽ quây quần bên nhau để cùng tận hưởng những bữa cơm đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng trong những ngày đầu xuân này. À, thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi thìn ấy nói chung ấy lại được cục diện tam hợp nó nâng đỡ nên là cái vận trình công việc nó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. trong những ngày đầu năm này thì những kế hoạch những dự định những cái mục tiêu của các bạn cũng như là người thân trong gia đình thì cũng đều tìm ra được cái hướng giải quyết và cái hướng đi vô cùng là đúng đắn giúp các bạn thâu thu được khá nhiều cái tài lộc về tay đó thì cũng nhân đến cơ hội này đầu xuân năm mới thì quý vị cũng có thể là gì tận dụng cơ hội này để gì? kết nối để giao lưu để hợp tác và tích cực đi giao lưu để tìm kiếm cho mình được những cơ hội tốt trong tương lai. À, thêm nữa, cái sức khỏe của những người tuổi thìn trong thời gian này thì nói chung ấy, cái thời gian sau tết này cái thời tiết nó thay đổi thất thường, nó cũng tác động không tốt đến cái sức khỏe. À, nhiều người hay ốm đau, thường xuyên phải tốn tiền đi thăm khám. À, quý vị hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mọi người trong nhà cũng như là của chính bản thân mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi thìn ấy thì quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh ngô thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba à, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái ngày mùng 9 tết ngày nhâm tý thì đó chính là những người tuổi dần. À quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi dần trong cái ngày mùng 9 Tết này, này thì được thực thần nó ghé thăm. À thực thần thì ghé thăm rất đúng cái thời điểm để cho những người tuổi, những người tuổi dần ấy gì, nói chung ấy, có cái cơ hội phát triển. Nhờ đó mà những người tuổi dần sẽ tập trung tối đa cho cái việc nâng cấp cái không gian sống nói chung cái sự thay đổi này cũng sẽ thì đem lại cái cảm giác mới mẻ mà chính các bạn cũng không nhờ ngờ đến. Thêm nữa, cái thực thần nó cũng mang đến cái lộc ăn uống, cái lộc kinh doanh, cái lộc làm ăn. À, trong thời gian này các bạn cũng dễ được người thân, được bạn bè hoặc là được mời đi dự tiệc, mời đi tham quan du lịch, lễ hội chùa đầu năm vân vân. À, bên cạnh đó, thì cái mối quan hệ của những người tuổi dần cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mà các bạn sẽ đối xử hòa nhã với mọi người, với đối tác, với bạn bè. À, thế nhưng cái điều này không đồng nghĩa rằng ai cũng phải yêu quý các bạn. Các bạn hãy nhớ rằng à, các bạn không có nhiệm vụ làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh mình mà chỉ có thể là gì? Làm hài lòng những người mà mình yêu thương hoặc là những người mà, mà yêu thương mình mà thôi. À, lúc này cũng là cái thời điểm lý tưởng để các bạn đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến cái chuyện tiền bạc, đến công việc. À, quý vị hãy lắng nghe lời khuyên của những người thân cận. Họ sẽ chỉ cho các bạn những đường lối đúng đắn và cái cơ hội kiếm tiền đầy túi, tình đầy tim nó sẽ đến với những người tuổi tuổi dần trong thời gian này nếu mà quý vị biết nắm bắt lấy cơ hội vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn gửi đến trong cái ngày mùng 9 Tết thì đó chính là những người tuổi Tỵ. À, thưa quý vị, nói chung với trong số 12 con giáp thì những người tuổi Tỵ được gì? Được thiên tài nó chiếu mệnh trong cái ngày hôm nay. Cái thiên tài nó chỉ ra rằng đấy, có thể những người tuổi Tỵ sẽ gì? Thực hiện được những cái nhiệm vụ của mình. Đấy. Và cái thiên tài nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ may về tiền bạc, về tài lộc Một số những người tuổi tỵ sẽ có cơ hội may mắn trúng số đổi đời đó Vì thế, cái chuyện kinh doanh buôn bán của những người tuổi tỵ khi mà được thần tài ghé thăm ấy, thì nó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi à, thế nhưng các bạn vẫn cần phải cố gắng hoàn thành thật tốt cái vai trò của mình bằng cái trái tim chân thành, nhiệt huyết và thuần khiết à, Nhờ vậy mà cái thành tựu nó cũng sẽ được vượt xa ngoài mong đợi còn trong chuyện tình cảm của những người tuổi tỵ trong thời gian này chúng ta có tý thủy khắc tỵ hỏa đúng không ạ thủy hỏa là xung khắc nên là nó sẽ cũng sẽ có một vài cái mâu thuẫn bất hòa nó nổ ra trong gia đình anh em có thể bất hòa về cái chuyện tiền bạc không phân minh rõ ràng các bạn nên tránh việc cho người khác vay mượn tiền trong thời gian này còn với những ai mà đang mải miết tìm kiếm cái hạnh phúc cho mình thì cũng nên nhớ rằng không ai có thể đảm bảo được cái như, cho những cái niềm vui của mình tốt nhất là hãy tìm ra cái cuộc sống mà mình mong muốn rồi sẽ có người phù hợp xuất hiện trong thời gian này với những người tuổi tỵ và để tăng cường cái vận trình nhân duyên tiền bạc và tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ năm À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày mùng 9 Tết đó chính là những người tuổi Hợi. À, thưa quý vị, nói chung những người tuổi Hợi trong cái ngày nhâm tý này, ngày mùng 9 Tết ấy, thì được cục diện tam hội là Hợi tí Sửu nó ghé thăm. Cái cục diện tam hội nó cũng sẽ hứa hẹn những người tuổi Hợi sẽ tìm được những đối tác để làm ăn hoặc là gì tìm một người để xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp à, sắp tới các bạn sẽ gặp được một cái người giúp đỡ mình vượt qua những hoạn nạn, những khó khăn hiện tại, đưa ra những lời khuyên và những định hướng hợp lý cho con đường đi sắp tới. À, bên cạnh đó thì cái cục diện tỷ kiên nó cũng chỉ ra rằng cái tâm trạng của những người tuổi hợi trong thời gian này cũng khá nhạy cảm với cái thời gian. Vì vậy hãy tránh xa những cái người có năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng. Đồng thời cái tỷ kiên nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi hợi trong thời gian này cũng sẽ tỉ mỉ, cẩn thận và chi tiết hơn trong công việc. Vì vậy cái kết quả đạt được cũng sẽ gì khiến cho mọi người không phải chê vào đâu được à, Trong thời gian này thì các bạn cũng nên mở lòng mình ra Nếu mà các bạn cứ khăng khăng bảo vệ cái ý kiến của mình Mà trong một số cái tình huống nào đó Nhất là trong chuyện tiền bạc thì các bạn nên dành thời gian Để có những cái phân tích riêng cho mình Một số thông tin của người khác ấy, chỉ dùng để tham khảo thôi Quý vị cũng đừng nên gì Đi sâu quá vào kéo lại gì Bị đi chạy hướng Đó cái chuyện tình cảm của những người tuổi hợi trong thời gian này cũng được gì? Cục diện tam hội là hợi tí xỉu nó trợ lực nó giúp đỡ Nên là gì? Các mối quan hệ nó cũng trở nên là khăng khít, bền chặt Và không có những cái sức khúc mắc xích mích nào trong thời điểm đầu năm này Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, Thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mão mùi để trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 9 Tết, ngày nhâm tí. À, trong ngày mùng 9 Tết chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Sửu, 2 tuổi thân, 3 tuổi thìn, 4 tuổi dần, năm tuổi tỵ và 6 là tuổi hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày mùng 9 tháng giêng Đó. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.